xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại group đạo quân hôm nay thì phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện đạo quân tập số 237 mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like và giúp phong chia sẻ dù rãi các video khi video này up trên youtube và để lại những comment cảm xúc và tương tác với nhau nhé bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của đạo quân Đám người cũng chắp tay đưa tiễn Không thích hợp chỉ hoãn nữa Nghĩ hữu đạo không tiếp tục lưu luyến Xoay người bay vọt lên Nhanh chóng bay vút đi Dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Xông vào rừng rậm cổ xưa Tìm được một nơi che giới Che giấu Nghĩ hữu đạo nhanh chóng trốn vào ẩn đúc Đằng lặng quan sát xung quanh một hồi Kiếm trong tay cắm trên mặt đất Ở trong tay áo lấy ra mặt nạ dán lên mặt sau đó nhanh chóng thay y phục y phục bên trong chung bên ngoài khi xuất hiện lần nữa lại hóa trang thành người của phiêu miễu các hơi lượn quanh đám người chọn đi đến nơi phòng thủ của linh kiếm sơn không đi bên phía từ kim động vì không muốn có bên quá nhiều sơ hở phía từ kim động không đi bên phía tiêu giao cung là vì đại tử tiêu giao cung trước đây từng thấy ách giả dạng thành phiêu miễu các rồi cho trước đây nghiêm lập không nhắc nhở hắn cũng cần phải chú ý né tránh một đường sông thẳng không lo lắng đệ tử linh kiếm sơn phát hiện rán trái lại quan sát cảnh giác cao độ đề phòng bị người của phiêu miễu các nhìn thấy có điều có một điểm hắn có thể chắc chắn người của phiêu miễu các sẽ không lên nén lút lút ẩn nấp chỉ cần để ý rất dễ phát hiện đồng thời né tránh đệ tử linh kiếm sơn ở trong rừng bị kinh động phát hiện bên trên là người của phiêu miệu các lướt qua trực tiếp không để mắt đến người phiêu miệu các ở đây vốn dĩ nhiều có người lui đến rất bình thường không ai coi là chuyện to tát khi cách đối ra còn khoảng hai dặm mơ hồ có thể nhìn thấy được nơi sương mù quanh quẩn sau khi dự đoán bản thân lên xuống ba lần liền có thể đến nghiếu đạo không dám tiếp tục đến gần nữa Nơi đó chính là chỗ mà người của phiêu miệu các tụ tập Tiếp tục đến gần rất dễ bị phát hiện Liền trốn vào trong rừng Chuồn vào một chỗ có thể che chắn tầm nhìn Vừa rơi xuống Liền đột bỏ mặt nạ Bỏ trong tay trực tiếp trà sát Vỡ thành bột Cởi áo khoác của phiêu miệu các ra Quận lại trên tay Cũng trực tiếp vặn thành bột Để hủy thi diệt tích Đến nơi này hắn không thể tiếp tục giấu những thứ này ở trong người không thể tiếp tục mang đi tiêu hủy. Xong chuyện, lại nhảy lên ngọn cây, lách mình lên một cách, trực tiếp bay vút lên tán cây, thẳng đến điểm đích. Kết quả mới bay vút lần đầu, đã bị người khác phát hiện, truyền đến một tiếng quát trói tay. Người nào, dừng lại! Trong rừng đần đợt có người ngoi đầy ra, chợt có người hét lớn. Nghiêu hữu đạo, là nghiêu hữu đạo. Thoáng chốc bốn tên đại tử Linh Kiếm Sơn bay lên trời, vùng kiếm chặn giết. Bốn người liên thủ cùng tấn công. Không kinh không sợ, quyết chí tiến lên, kiếm quang trong tay. Nghiếu đạo rời khỏi vỏ, Nhảy mắt kiếm cương sắc bén phức tạp đẹp đẽ, như là ánh sen nở rộ, ra tay chính là sát trường. Bốn người cả lại đánh giá thấp thực lực của kẻ đến. Chờ tay không kịp, tiếng độ kim thiết giữa trời máu thịt tung tuế, xen lẫn vài tiếng kêu thảm tít dưới lực va chạm cực lớn giữa hai bên đánh nhau nghiếu đạo tự mình mượn lực lại nổi lên nhảy bắn lên không trung lao xuống trao lượn lao thẳng đến phía sương mù lượn lờ thiên long kiếm trận tiếng chùa phong bình đột nhiên vang dữ dội như là sấm sét tràn đầy tức giận không thôi đại tử linh kiếm sơn mỗi người mang theo bên mình ba cây bảo kiếm xưng là thiên địa nhân tam kiếm Hình thù chế tạo của ba cây kiếm không có giống nhau. Hai cây đan chéo sau lưng, một cây đeo chéo ngang hông. Phương thức phối hợp điều khiển cũng không giống nhau. Thiên kiếm liên thủ có thể bố trí thiên long kiếm trận, địa kiếm liên thủ chính là địa long kiếm trận, nhân kiếm liên thủ chính là bàn long kiếm trận. Dưới lời sinh ra lệnh, dưới lời ra lệnh của trừ Phong Bình, mỗi một đệ tử linh kiếm sơn vung tay phóng xuất ra thiên kiếm. Mấy chục đạo hàn quang Từ trong rừng bắn mạnh lên trời Vút lên trời cao Bố trí thành kiếm trận lượn qua lại không ít. Đoàn kiếm hợp tác như là phi long trên trời Trao liệng đến Linh hoạt nhanh chóng Động tác bôn lời Đối phó với một nghi hữu đạo Lại đem mười mấy đại tử linh kiếm sơn liên tù Bay ra thiên long kiếm trận Có thể thấy trừ phong bình có lòng muốn giết Mà kệ lực sát thương của kiếm trận này lớn đến cỡ nào Nghi hiếu đạo lần này đến sẽ không có dây dưa với họ. Mặc dù cho các người là thiên long, địa long hay là bản long, nghĩa đạo lật chỉ phù tay tung phá uy lực bàng bạc của thiên kiếm phù điên cuồng cuộn ra. Tù sĩ phiêu miễu các xung quanh sương mù, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Những người ở hướng khác cũng hiện thân quan sát, nghiêm lập cũng ở trong số đó. Trên thế đoàn kiếm hào quang ngút trời xoắn giết hữu đạo vút lên trời cao bắn ngược xuống trực tiếp va chạm với kiếm quang nghiêm lập xem đến khóe miệng không ngừng co rút vù một tiếng một đạo kiếm cương ảnh cực lớn bộc phát ra giống như là xé trời mà đến thẳng xuống mặt đất ầm một tiếng leng keng võng kiếm xoắn giết đến bị đụng rối loạn bóng hình yếu đạo xèo một tiếng từ lỗ hồng bị xé rách lóe ra đoàn kiếm bay hơi lượn loạn sưu sưu hóa thành từng đường sáng lung linh bắn ngược xuống tốc độ truy đuổi nhanh hơn lần này là từ bốn phương tám hướng mà bắn đến bàn long kiếm trận địa long kiếm trận ba trận hợp nhất một đám đệ tử linh kiếm sơn ngự kiếm vung tay chọn kiếm vô vô vung ra từng đường hàn quang bàn long kiếm trận đoàn kiếm lang thẳng ngoan nghèo lượn vòng ở trên bao phủ những người từ trên trời giáng xuống địa long kiếm trận một nhóm từ dưới đáy bàn long vòng bắn đến đồng thời từ bốn phương tám hướng sưu sưu nhanh chóng xin về phía những người ở trong bàn long đoàn kiếm từ không trung bắn ngược xuống cũng từ không trung bốn phương tám hướng xin về phía những người quấn vào trong bàn long trong chốc lát linh động kiếm quang vù vù chớp loạn giữa mặt trời làm cho tâm trạng người xem dạo rực nếu đạo dắt kiếm ở bên hông hai tay bay lượn liên tục dẫn ra từng đường ảnh thiên kiếm đánh ra bốn phương tám hướng như làm băng lớn nháy mắt không ngừng chui từ dưới đất lên đánh bay đoàn kiếm xoắn giết trời, tới xen lẫn tiếng ầm ầm chấn động không ngừng của kim loại nghiêu đạo như là thủy tinh có gai đánh về phía sương mù mắt thấy sắp đề nghiêu đạo được như ý ánh mắt sắp đề nghiêu đạo trốn vào trong sương mù mắt thấy uy lực thiên kiếm vụ không ai dám gắng gượng xông lên ngăn cản chịu chết Trừ phong bình gầm thét lách mình Bay vút đến Vùng tay tung phá một tấm phủ Cùng là thiên kiếm phù. Một đường kiếm cương khổng lồ Gấp rút đánh về phía nghiếu đạo Trong đảo nghiếu đạo Phát lạnh xa sầm Không ngờ đến đệ tử liên kiếm sơn Đối phương liên tù Sử dụng kiếm chặt đối phó hắn không nói Còn không ngại lãng phí một tấm thiên kiếm phủ Giá trị xa xỉ để đối phó hắn Mắt thấy Sắp lần vào trong lối xa xương ngủ hắn không thể buông lòng thất bại trong căng tức phía trước kiếm cường, liên phá kiếm trận mở đường tạo thiên kiếm phù hắn khống chế kia đã không còn nhiều năng lượng dưới sự vội vàng dẫn ra một đường kiếm cương cuối cùng ở trong năng lượng còn dư ầm một tiếng hai đường kiếm cương khổng lồ đối phá phát ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa ngự huyết đạo nhân cơ hội nhảy vào trong sương mù vù một tiếng trừ phong bình dẫn ra đường kiếm cường thứ hai rồi lần nữa đánh tới. Nghiêu Hữu Đạo đã liền vào trong sương mù, tránh không kịp, nhanh chóng bay đi. Vù một tiếng, rút ra bảo kiếm bên hông, hai tay quét ngang chống đỡ. Hai tay trừ phong bình cùng xuất, hai tay liên tục điểm, liên tục phóng ra từng đường kiếm cương, tình thế muốn đem Nghiêu Đạo xoắn giết thành phấn vụn. Ầm một tiếng, bảo kiếm quét ngang, chịu sự va đập to lớn, cong thành hình cung, lại bắn lên thăng bằng phốc một tiếng Người hữu đạo đặt mình ở trong sương mù Quay hàm phồng lên Phun ra một ngụm máu tươi Sương mù bao phủ Khi thế kinh người Người hữu đạo không kịp do dự Lần nữa song trường đẩy ngang tàng Chống đỡ Lần nữa chống đỡ đòn kiếm cường thư hành Âm một tiếng Thân hình của người hữu đạo Như là sao băng bắn ra ngoài Lần này là phun mạnh một ngụm máu tươi ra Uy lực thiên kiếm phù Thực sự là quá to lớn Càn khôn hóa lực quán Hóa liên tục hai lần xung kích to lớn Đối với lực xung kích thứ hai Theo nho mà đến có chút tiêu hóa không kịp Buộc tóc bắn bay Thần kiếm đẩy lệch đi Mũi kiếm chạch một chút khiến cho bàn tay chóc miếng thịt Có thể nhìn thấy sườn Thời khắc lực công kích lớn Chấn động hai tay hắn lùi về phía sau Mũi kiếm cắt bàn tay hắn Đồng thời kéo ra một đường máu Bắn tung tóe ở ngực mình Ở ngực cũng là chóc thịt có thể thấy sườn Nghĩa hút đạo bị đánh bay Chỉ cảm thấy ở trước mặt Đột nhiên sáng lên Trong thiên cốc Lối ra nơi hư không có dao động yếu ớt hỗn loạn chuyển đến tiếng nổ nặng nề Khiến cho tất cả mọi người Ở trong cốc để ý quan sát Đột nhiên thấy một cây bảo kiếm lóe lên Đang tung bay Len keng rơi xuống Ngày đầu đó lại thấy bóng hình một người vù vù xuất hiện Trực tiếp rơi xuống đất lăn lộn Mặt đất lăn qua để lại từng vết máu bóng người lăn lộn cuối cùng nằm trên đất không động đậy dáng vẻ quần áo tà tơi không thấy rõ mặt ngụy đa vẫn luôn khốn khổ đợi bên ngoài lối ra hai mắt trợn to thêm vài phần lách người qua đó đem người nằm trên đất lật lại vén tóc ra loạn nhìn lập tức cất tiếng kêu sợ hãi đạo đạo ra tây môn tinh không đứng ở một cửa động ở vách núi hơi kinh sợ lách bình tới dây xuống đất tìm mỉ nhìn phát hiện người tóc thai bù xù toàn thân đều là máu này quả nhiên là nghiêu hiếu đạo y đang tính vươn tay nghiêu hiếu đạo đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ở trong mắt lộ sát kín đồng đậm vùng tay ngăn lại y sau một lúc hai người nhìn nhau nghiêu hiếu đạo nhìn hoàn cảnh xung quanh một lúc lại vùng tay đầy ngụy đa đang dìu dắt bản thân đứng lên đạo ra Ngụy Đà loạn trọng một bước Cực kỳ lo lắng Cút Người đạo tóc tai bù xù quát to một tiếng Quay người đi Ngụy Đa còn muốn đi qua theo Tây môn tinh không Dơ tay ấn bả vai của y nói Cửa ải này Người không giúp được hắn đâu Trước mắt của bao người nghiếu đạo lảo đảo bước chân Thỉnh thoảng vất vất đầu Ở trong tai vẫn không ngừng vang ong ong Đầu vẫn còn hơi choáng váng loạn choạng đi đến bên cạnh kiếm của mình chậm rãi cúi người nhặt kiếm lên đâm kiếm làm nặng nghỉ ngơi sau đó một tay chậm rãi rút vỏ kiếm ở bên hông ra Bào kiếm quay trở về vỏ lần nữa đâm xuống đất nâng tay gảy những cọng tóc rũ xuống che mắt tầm mắt đem những sợi tóc lau đi vết máu ánh mắt lại rơi trên bàn tay nứt ra đẫm máu của mình nhìn một lúc lại từ từ cúi đầu nhìn xuống ngực nơi bị nứt ra và thâm đậm máu thở dài lầm bầm nói một tiếng đánh đánh giết giết rất nguy hiểm không nên đánh đánh giết giết vẫn là không thể nhịn được hắn tự trách bản thân không nên mạo hiểm trải qua công tác chuẩn bị ngày trước rõ ràng có biện pháp ra ngoài an toàn hơn rõ ràng biết rằng cách thức vừa rồi có nguy hiểm nhất định nhưng mà đối mặt với lợi ích được mất to lớn bởi vì không muốn từ bỏ quyền khống chế nam châu vẫn là không thể nhịn được vẫn là đánh cược liều mình mạo hiểm ho khan vài tiếng lại cúi đầu sắc mặt lại cúi đầu sặc ra một ngụm máu hắn từ từ cúi đầu phun ra những gì nghẽn ở trong họng tay từ từ thả xuống trên đai lưng ở đai lưng móc 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 ra một viên thuốc bóp nát viên thuốc một viên linh đan nhét vào trong miệng nuốt xuống chính là thiên tế đan mà quản phương nghi chuẩn bị choán tiếp theo liền ở đó chậm rãi thi pháp điểm huyệt cầm máu một mình lẻ loi đứng đó liếm vết thương của mình người của phiêu miệu các còn có đệ tử ba phái trung lập ra trước một bước cũng kinh ngạc nhìn hắn sau khi phát hiện quả thực là nghi hữu đạo Về mặt lộ rõ sự kinh ngạc đều không nghĩ rằng nghi hữu đạo có thể sống sót mà ra ngoài càng không thể ngờ hắn có thể đi ra nhanh như vậy chỉ có điều có một điểm đều nhận thấy được lúc đột phá vòng vây xông ra nhất định gặp phải chặn giết bạch ngọc lâu lách mình dừng lại ở trước mặt hắn nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới trong lòng tấm tắc kinh ngạc người này thế mà có thể sống sót đi ra ngoài có thể nói chuyện không bạch ngọc lâu hỏi một tiếng nghiêng húp đạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn nở nụ cười kèm theo máu Tiên sinh có gì chỉ dạo Bạch Ngọc Lâu vung tay chỉ một nơi Linh trùng được đem đến bên kia Kiểm kê thẩm tra Ánh mắt lại nhịn không được Đánh giá một lượt từ trên xuống dưới Ở trên người đối phương Nhìn thế nào cũng không giống việc có vẻ Có thể bao nhiêu linh trùng Bên đó Bà phái trung lập ra ngoài trước Vừa vặn kiểm kê xong linh trùng mang ra ngoài Người hữu đạo quay đầu liếc nhìn Yếu ớt Biểu lộ ra khá là suy yếu nói Linh trùng của ta vẫn đang ở trên người Cùng nhóm Ta phải đợi bọn họ ra Đối với lần này Bạch Ngọc Lâu Không có ý kiến gì Trong bí cảnh kéo bè kéo cánh Rất bình thường Phiêu miễu các cho phép Vậy ta đợi tin tốt của người Bạch Ngọc Lâu bỏ lại Lời nói quay người rời đi Lời này không biết là có phải là lời nói mát hay không ngược lại cũng không khắt khe quay đầu liền cho người đưa đến vài vài trắng sạch sẽ bằng bó vết thương người huyết đạo chậm chậm đi đến một nơi dưới vách núi đá một mình ngồi xuống chậm rãi xử lý vết thương dáng vẻ chật vật giống như là tiên ăn mày trong bí cảnh mười hai đạo kiếm cường thiên kiếm hướng vào trong sương mù chém loạn một trận của trừ phong bình được thu lại rồi đất đá bay tán loạn rơi ào ào như là mưa sương mù sau khi bị luồng khí lưu quần quận quấn loạn dung chuyển lần nữa tụ tập trở lại như cũ chậm rãi phun trào nơi này dường như là có ma lực hấp dẫn sương mù trừ phong bình nắm chặt nắm đấm khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm sương mù kỳ quái kia y cũng không biết thiên kiêu phù y cũng không biết thiên kiếm phù lần nữa nổ loạn có thể giải quyết được nghiêu huyết đạo hay không bên phía nước tề quỷ mẫu đứng ở dưới một cái cây ngơ ngẩn vẻ mặt nghiêm lập vừa căng cứng vừa co quắp đây chính là cái gọi là có cách ra ngoài sao ông ta còn cho rằng người huyết đạo có thể có biện pháp thoát thân nào đó tốt sau khi tận mắt nhìn thấy mới biết cái tên nghiếu đạo đó vậy mà lại đơn thương độc mã một mình gắng gượng chấm dứt ra ngoài quả thực là điên đến không muốn sống nữa tất cả những người tận mắt thấy được hành động vĩ đại cưỡng ép đột phá vòng vây của nghiếu đạo cũng một hồi lâu chưa hoàn hồn lại đã muốn biết một trận điên cuồng nổ loạn kia Của trừ phong bình Có giải quyết được nghiêu hiếp đạo hay không Một người cổ phiêu miễu các Quăng dây xích sắt Dùng đã chặt đứt Một người cổ phiêu mỡ các Quăng dây xích sắt dùng đã bị chặt đứt Dùng để liên lạc với bên ngoài Quay đầu liếc nhìn trừ phong bình Ngược lại cũng không nói gì Trừ phong bình gọi hai tên đệ tử đến Thấp giọng Nói Các người ra ngoài trước ở trong sương mù lục soát kỹ càng nếu như phát hiện hắn trọng thương chưa chết ở trong sương mù lập tức giết chết ông ta cảm thấy rằng hình như mình đã đánh trúng nghi hữu đạo nhưng mà dưới sự bao phủ của sương mù không thể nhìn thấy được không thể khẳng định nếu như đánh trúng rồi giới uy lực công kích của thiên kiếm phù cho dù không chết thì cũng bị thương nặng nhưng mà tình hình sương mù bao phủ xuống không rõ liền phái hai đệ tử đi trước tiêu diệt khả năng có thể xuất hiện Nghĩa hữu đạo cự hôn Đã khiến cho ông ta thiện quá hóa giận Bây giờ trận thế lớn như thế Không thể nắm bắt Còn phế bỏ một tấn thiên kiếm phù Giá trị trục triệu Nếu lại để cho nghĩa hữu đạo chạy mất Ông ta quay trở về thực sự là không tiện ăn nói Hai tên đệ tử nhận lệnh Nhanh chóng trốn vào trong sương mù lục xoát Những người khác có thể nhìn ra được ý đồ của ông ta Trừ phong bình quay người ngắm nghĩa bốn phía Ánh mắt rơi trên người một tên đệ tử vẫy vẫy tay tỏ ý hắn đi qua vẻ mặt đệ từ đó lo lắng bất an đến gần hành lễ trừ phong bình mặt không biểu tình hỏi vòng ngoài hôm nay là do người phụ trách sao đệ từ đó hiểu ý của ông ta nếu như có thể phát hiện sớm một chút người huyết đạo căn bản không có cơ hội đến gần nơi này không đợi đến gần đã có thể bắt lại rồi làm sao có thể ầm ĩ đến như vậy hắn ta nhanh chóng giải thích mạng lưới bố trí người có người từ bên ngoài vào không thể không phát hiện hắn hình như là ở cách đây không xa đột nhiên xuất hiện đệ tử thực sự khó lòng phòng bị trừ phong bình nói đột nhiên xuất hiện sao không có quá trình có thể đột nhiên xuất hiện sao đây chính là lý do của ngươi đệ tử kia không phản bác được trừ phong bình tràn đầy lửa giận cuối cùng nhịn không nổi đột ngột ra tay ba một tiếng một cái bạt tay đánh ra giận dữ quát mắng phế vật cút đệ tử bị cái bạt tay cúi đầu lặng lẽ lùi ra những người khác của yến vệ tề đi tới diêu tiên định hỏi tình hình thế nào làm sao để hữu đạo một đường chạy đến nơi này ta cũng buồn bực theo lý mà nói là chuyện không thể nào trừ phong bình kể lại tình hình sơ lược làm sao có thể như vậy Diêu tiên định tấm tắc một tiếng Lại có mày hoài nghi nói Bốn tên đệ tử của người liên thủ ngăn chặn Lại bị một mình hắn đối mặt đánh giết Thực lực tên yếu đạo này Ê là không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu Trường lão thiên hòa giáo tiền phục thành nói Người cho rằng sao Thực lực quán vốn Cũng không có bình thường Ông ta vừa nói như thế Mọi người ngược lại nhớ Nhớ tới ngày Nghiếu đạo từng giao thủ qua với đệ tử thiên hỏa giáo Đệ tử đó hình như còn là tân thủ kiệt xuất của thiên hỏa giáo Kết quả Dạy mắt theo dõi của mọi người Bị nghiếu đạo đánh cho bị thương Thiếu chút nữa là chết trong tay của nghiếu đạo Chuyện đó khi ấy gây ra động tĩnh không hề nhỏ Nghiêm lập ở bên cạnh quan tâm đến sống chết của nghiếu đạo hỏi Một trận nổi loạn thiên kiếm vô của người có đánh trúng hay chưa Trừ Phong Bình nói Sơn mù này rất quái dị Khó mà xua tan Ta cũng không nhìn thấy Nghiêm lập hì hì một tiếng Trừ Huynh Huynh nói giỡn phải không Cho dù là không nhìn thấy Người đích thân ra tay Có đánh trúng hay không ít nhiều cũng có chút cảm giác chứ Trừ Phong Bình thở dài Thật sự là không có cách nào xác định Giờ như đánh trúng rồi cũng dường như là không có đánh trúng mọi người vừa mọi người vô cũng vô cùng im lặng Trường lão đại nhạc sơn tào bình nói gì mà dường như đánh trúng lại dường như là không có đánh trúng trừ phong bình khoát tay nói ta hiểu ý của các người nhưng mà cảm giác đó quả thực là không thể nói rõ thiên kiếm phủ dường như đã đánh trúng mục tiêu nhưng mà lực lượng sau khi đánh trúng mục tiêu phản ngược lại lại không đánh vững vàng dường như là đánh trúng rồi lại như là đánh hụt vậy. Mọi người đại khái hiểu được. Nghiêm lập thư hỏi. Đánh được sát biên rồi. Không hoàn toàn đánh được cái chính sao? Trường Phong Bình dường như cũng không dám khẳng định. Nói. Hình như là vậy. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Nơi sương mù. Không biết có phải là do chịu sự quấy nhiễu của dị thường ở lối vào hai giới mà sinh ra ảo giác hay không? Mọi người nghe vậy cũng nhìn về phía sương mù cổ quái kia Trái lại cũng không phải là không có khả năng đó Nghiêm lập trầm ngâm một hồi Chặt vút tròm dâu nói một câu Xem ra có thể chúng ta đã hiểu lầm nhan bảo như Mọi người đồng loạt nhìn Sơn Hải hỏi Có ý gì? Nghiêm lập chỉ chỉ bốn phía nói Vùng này bị chúng ta trải lưới coi xét Theo như là cách nói của trừ huynh Ngưu Hiếu Đạo không có nhiều khả năng sau khi đến gần mới bị phát hiện, rất có thể ngay từ đầu Ngưu Hiếu Đạo đã ở gần đây. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nghe không hiểu. Trừ Phong Bình nói, "Nói tiếng người, nói rõ ràng, như thế nào là ngay từ đầu đã ở gần đây?" Nghiêm Lập nói. "Như thế còn chưa đủ rõ sao? Nghiêu Hiếu Đạo đã cấu kết ba phái trung lập, Nghiêu Hiếu Đạo sớm đã núp ở gần đây." ví dụ như trốn dưới đất ba phái vừa đi hắn cũng liền lập tức xuất hiện thoát thân huyền cao tông lưu hương cao nói đạo lý này của người nói không không thông nhỉ bọn họ nếu thực sự có cấu kết với nhau trực tiếp trốn ở đây là được rồi muốn đi có thể rời đi cùng với ba đại phái cần gì phải lách ra chút khoảng cách để mạo hiểm chứ nghiêm lập nói cùng rời đi như thế nào Ba phái sớm đã đến rồi Sau đó lại là người của Tấn Hàn Tống Ở bên trên Tiếp theo lại là chúng ta Hắn có thể lộ mặt ở bên ba phái hay sao Trốn gần không được Gần nơi cửa đều là người của phiêu miệu các Thái độ phiêu miệu các đối với Nghĩa Hữu Đạo là như thế nào Không ai có thể nói rõ Vấn đề mấu chốt là Coi như ba phái có cấu kết với hắn Trước khi ba phái vẫn chưa đi ra ngoài Người của ba phái sẽ không vì hắn Mà đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm Người của ba phái có thể để hắn ở lại bên cạnh mình sao một khi bị phát hiện chính đã rước họa lên người có được cái cớ đầy đủ lại để cho người biết được bên phía ba phái có được số lượng lớn linh trùng nếu như đủ mê hoặc thật sự cho rằng người khác không dám động vào bọn họ hay sao cho nên nghiếu đạo chưa có thể trốn ở vùng lân cận nghiếu đạo cũng không thể xuất hiện đi cùng với bọn họ một khi để cho người khác phát hiện mọi người tất nhiên sẽ ngăn cản cho nên chưa có thể ở ba phái đi trước Ngư hữu đạo đi sau Lời này có lý Mọi người suy nghĩ Sơn Hải từ Tốn nói Trước đây ta còn khó hiểu Nhan bảo như uống nhầm thuốc gì Lại dám nhảy ra đắc tội với bà phái đó Xem ra quả thực là sự việc xảy ra có nguyên nhân Bây giờ ngẫm lại Không có nắm chắc nhan bảo như Quả thực không có khả năng nói lung tung Nghiêm lập nói thêm vào Còn có Lúc nghiếu đạo thoát thân Mọi người đều nhìn thấy rồi Ở trên người không hề mang theo lượng lớn linh trùng Nghi hút đạo không đoạt được giải nhất Nếu không lấy linh trùng ra ngoài Chạy ra ngoài rồi Là tìm đường chết Dưới tình huống không thể cam đoan đạt được giải nhất Nghi hút đạo cần gì phải một mình mạo hiểm thoát thân như vậy chứ Dựa theo tình hình tìm hiểu trước đó Có lẽ là hắn ở cùng một chỗ Với đám yêu ma quỷ quái kia Nếu linh trùng ở trên người đám tứ hài kia Hắn bỏ lại đám người tứ hài một mình chạy trốn Rốt cục là xảy ra chuyện gì Trừ phong bình nghiến răng nghiến lợi nói Chỉ có một khả năng Lời nhan bảo như nói là sự thật Bà phái trung lập đó quả thực là âm thầm rút nghi hữu đạo Mang lượng lớn linh chủng ra ngoài Chúng ta đã bị bà phái lừa gạt rồi Sắc mặt mọi người nặng nề Nếu thực sự là như vậy Bọn họ muốn đoạt được giải nhất Há chẳng phải có phần nguy hiểm hay sao Diêu tiên định trần trở nói Các người nói tuy có lý Nhưng mà ta nghĩ không thông Ba phái tại sao lại muốn giúp hắn ta?" Nghiêm Lập lập tức hỏi ngược lại. "Vậy ta xin thỉnh giáo một chút, ai có thể nói cho ta biết, đám yêu ma quỷ quái thứ hai kia vì sao lại muốn giúp hắn?" Mọi người đều không phản bác được, thật sự khó hiểu, đều không biết là chuyện như thế nào, cũng là từ một góc độ khác chứng minh khả năng ba phái giúp Nghiêu Đạo, khẳng định có nguyên nhân gì đó mà mọi người không biết. Nghiêm Lập lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng âm thầm thở dài. Ông ta cũng không biết nghĩa hữu đạo đối mặt với sự công kích điên cuồng của trừ phong bình Còn sống hay là đã chết Giới tình huống không thể xác định Chỉ cần có khả năng Nghĩa hữu đạo còn sống và rời khỏi Ông ta liền có thể tiếp tục giữ nguyên kế hoạch hành động Sau khi đợi bọn người ai về chỗ nhà nấy Nghiêm lập kéo Sơn Hải Tìm trừ phong bình Nghiêm lập gặp mặt để nói Trừ huynh Lời nói trước mặt người ngoài là nói cho người ngoài nghe. Người hữu đạo đột nhiên xuất hiện ở bên phía chỗ các người thoát thân, Thật sự không phát hiện. Hay là cố ý buông thả. Lời này vừa nói ra. Sơn Hải lập tức cảnh giác. Giờ như ý thức được gì đó. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trừ Phong Bình. Trừ Phong Bình nổi giận nói. Người có ý gì? Nghiêm lập vừa ăn cướp vừa la làng nói. Người nói ta có ý gì sao? ngươi không phải là ở sau lưng chúng ta đạt được giao ước gì đó với nghi hữu đạo rồi cùng nhau diễn một màn kịch đó chứ trừ phong bình nổi giận đùng đùng nói nói láo ta có cần phải dùng thiên kiếm phù giá trị chục triệu để diễn kịch không ngay kế tiếp đại tử từ kim động phụ trách chi viện đám người tứ hải kia nhanh chóng đến đến gần nghiêm lập bí mật báo sư phụ người tới rồi Nghiêm lập lập tức nhỏ giọng cảnh cáo Chú ý bốn phía Không được để mấy người kia phát hiện Đại tử dạ một tiếng Đã sắp xếp người canh gác Hắn ta cũng biết sư phụ ngấm ngầm làm chuyện trò quỷ gì Nhưng mà chuyện lớn như vậy Không phải là việc mà sư phụ có thể gánh được Nhất định là tông môn đang bí mật chuẩn bị kế hoạch gì đó Do đó cũng lên Trăm phần trăm tinh thần để ứng phó Còn có một khi bắt đầu hành động Đối với những người rớt lại phía sau Có thể hạ sát thủ Không cần phải nể năng Nghiêm lập lạnh lùng lên tiếng Đại tử sợ hãi không ít Nói Không phải đã nói xong với bên kia Là diễn kịch không cần làm thật hay sao Nghiêm lập cười lạnh Nói với bên đó Là nói với bên đó Cụ thể nên làm thế nào Cần chúng ta nắm bắt tốt Có chừng mực Làm sao có thể không chết người Không chết người Chúng ta làm sao ăn nói với mấy nhà bọn họ Có những việc ông ta và nghiếu đạo che giấu bên phía tứ hải Đại tử đó lặng lẽ gật đầu Hiểu rồi Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của đại tử từ Kim Động Mấy trăm người tứ hải kể cả vạn động thiên phủ Và đám người vu chiếu hành Từ hướng từ Kim Động Phòng thủ một đường bí mật đi đến Hai bên phối hợp ăn ý Khi đến gần đối ra Người tứ hải bắt đầu đánh vào bắt đầu kịch diễn tiếng đánh nhau nổi lên mấy người phù hoa đoạn vô thường lãng kinh không hồng cái thiên tư đồ diệu vu chiếu hành và mẹ còn vần cờ làm lực lượng chính công làm lực lượng chính công kích ở phía trước để mở đường yến vệ tề và ba nhà chưa có bộ phận nhân mã phong tỏa lối ra không ngờ đến lại đột nhiên xuất hiện người giết đến nơi này đứng trước lượng lớn cao thủ đột nhiên xuất hiện tấn công căn bản đỡ không nổi lối ra phong tỏa lập tức bị phá vỡ một đám yêu ma quỷ quái tính cả người của vận động thiên phủ liều mình phóng vào lỗ hồng nhóm cao thủ phù hoa tựa lưng vào lối ra vì đám người ở bên phía dưới ra sức ngăn cản phía sau cao thủ ba nước ngăn chặn nghe tin đuổi tới người của tứ hải rất nhanh phát hiện không đúng phát hiện bên phía từ kim động kịch giả thành thật đang nhắm vào người của bọn họ mà hạ độc thủ nghiêm lập để tiểu nhân bị ổi lật lọng Lãng kinh không tức giận gầm lên một tiếng Giống như là cố ý gào lên Cho những người khác Muốn để cho người khác biết nghiêm lập Và bọn họ cấu kết Nghiêm lập âm thầm hừ lạnh một tiếng Khóe miệng và nụ cười lạnh nhạt hờ hững Theo phần lớn người đã từ lối ra xông ra ngoài Và người của ba nước nghe tin đồn đến Thì cũng càng ngày càng nhiều Đám người phù hoa cũng không gánh nổi nữa Rút lui phù hòa đau xót gào lên một tiếng đám cao thủ canh giữ ở lối ra từ bỏ việc mạnh mẽ chống đỡ lách người trốn vào trong sương mù về phần chừng trăm người còn sống sót lại ở phía sau có thể xông ra được bao nhiêu thì không thể chú ý nổi nữa ít nhiều vẫn còn hai mươi còn ba mươi người liều chết giết ra ngoài về phần những người khác bị chặt đất lối ra lại không còn đường lui nữa mà nói kết cục có thể hiểu được khi tiếng đánh nhau ngừng lại Nghiêm lập một chân đạp lên một tên bị thương Vẫn còn thở dốc Kiếm trong tay vẫn còn dính một vệt máu Bắn tung tóe Không lưu lại người sống Một đầu người lăn đi Sau khi chém xuống quát thành đầu sói Thân thể mất đầu cũng hiện hình thành thân sói Xảy ra chuyện gì Trường lão chủ sự ba nước đuổi tới Đối mặt với nghiêm lập Hưng sư vấn tội Nghiêm lập xem thường nói Cái gì mà xảy ra chuyện gì? diêu tiên định nghiêm nghị nói tứ hải nhiều người như vậy từ phía của người mà đến người tuyệt đối đừng nói mắt của từ kim động sắp mù đến nỗi không nhìn thấy được sắp đến lối ra mới phát hiện người muốn nói vì sao ta không ngăn cản sao nghiêm lập ha ha một tiếng tự hỏi tự trả lời người ta hơn mấy trăm người ta cần gì phải để đệ tử từ kim động đi liều mạng chứ diêu tiên định nói cho nên người Liền cho đi sao Ngươi chuẩn bị giải thích như vậy sao Nghiêm lập nói Ta muốn làm như thế nào đó là chuyện của ta Cần ngươi chỉ dạy sao Tào Bình nói Chúng ta chẳng muốn dạy ngươi cái gì hết Nhưng mà nếu như làm cho chúng ta không vui Chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mà không quản đâu Trừ Phong Bình cũng lạnh giọng nói Chuyện lãng kinh không nói Ngươi lật lọng là sao Nghiêm lập cười tuệ toát nói Ta lật lọng đấy Thì sao? Không sợ ngoại xâm Chỉ sợ nội thật Mọi người vừa sợ vừa giận Sơn Hải cả giận nói Nghiêm lập Người muốn làm gì? Nghiêm lập không quản bọn họ Nhưng đầu quay người rời đi Đồng thời bỏ lại một câu Nói Đi theo ta Mọi người nhìn nhau không biết là có ý gì Đi theo ông ta trong rừng đi không được bao xa Một đám đệ tử từ kim động Đang tụ tập trung một chỗ Đang tháo từng cái bọc ra Chỉ thấy từng bao lộ Ra linh trùng lấp lánh Đệ tử từ kim động đang kiểm kê số lượng linh trùng Linh trùng từ kim động âm thầm Giấu giết trước đó Bây giờ lại đem toàn bộ ra ngoài Đóng gói sắp xếp Nhưng mà những người ngoài lại không biết đây là chuyện gì Chỉ biết số linh trùng trước mắt rõ ràng nhiều hơn So với số nên có trong tay từ kim động một màn này khiến cho mấy người nhà đi theo Đến nghi ngờ không thôi Đây là linh trùng của những người tứ hải kia sao Sơn Hải nói Nghiêm lập nói khoác của biết ngược Bây giờ là linh trùng của tứ từ kim động ta Sự việc chập trùng lên xuống Khiến mọi người như là hiểu như không Trừ Phong Bình không mày nói Nghiêm lão quỷ Người rút cục đang làm gì Còn có thể làm cái gì Người của tứ hải muốn mượn đường Hy vọng bên này có thể dơ cao đánh khẽ Mượn đường thì có thể Phải trả giá đắt Người của Tứ Hải đáp ứng Giao số linh trùng trong tay làm phí mua đường Nhưng mà nghiêm lập sau khi lấy được linh trùng Thì cảm thấy con số không đúng Muốn biết trên người của bọn họ Có phải là vẫn còn đang hay không Muốn biết trên người của bọn họ Có phải là vẫn còn hay không Cũng có thể nói là Nói một đằng là một nẻo Đây cũng chính là dặn dò của nghiêm lập Tiền Phục Thành trầm giọng nói Nếu như thế Người đại khái có thể thông báo trước cho chúng ta một tiếng Chúng ta đại khái có thể liên thủ tiêu diệt bọn họ Liên thủ sao Từ kim động ta tự mình có thể giải quyết Thì không cần phiền mọi người Nghiêm lập cười ha ha Phất phất tay với đám đệ tử Trước tiên không cần kiểm kê nữa Trước đem linh trùng cất kỹ Tiếp theo mặt liền biến sắc nói Các vị Việc khen thưởng chia đều dường như là có chút không công bằng Theo ta thấy hay là dựa theo cống hiến bao nhiêu để phân chia thì hợp lý hơn một chút Đột nhiên lật lọng Mọi người sững sờ Sắc mặt người chủ sự Hai nước tề vệ trầm xuống Cuối cùng hiểu được vì sao vị này lại lén đút cấu kết với đám yêu ma quỷ quái kia Lão già chết tiệt này không muốn chia sẻ với mọi người Muốn một mình độc chiếm lượng lớn linh trùng Hơn nữa người ta đã được như ý Đã đến được tay của người ta Dành sao Biến cố này khiến cho trừ phong bình và Sơn Hải ngơ ngác nhìn nhau Tề vệ gộp lại chỉ có bốn phần Bây giờ xem tình hình Một mình nước Yến có lẽ có ba phần rồi Nếu ba nước lại chia đều Nước Yến dường như là có phần chịu thiệt Người chủ sự mấy nước đang nghị sự Có một số người thấy nghỉ hữu đạo đi ra ngoài Lại bị dọa đến run trần Đồng Kim Hoàn và Lưu Tiên Tông An Diệu Nhi của Phù Văn Tông Lâm Phi Yến của Linh Tú Sơn Ba người phụ nữ này đều có thể nói là Bị dọa đến hoàng hồn Đồng Kim Hoàn vẫn luôn muốn tìm Triệu Đăng Huyền Nhưng mà Triệu Đăng Huyền vẫn luôn có việc Nàng ta cuối cùng thực sự không kiềm được Nhịn không đổi Đi tìm Triệu Đăng Huyền phụ trách một vùng đất Trực thuộc Thấy Đồng Kim Hoàn đi đến nói Người tự ý chạy đến làm gì Đồng Kim Hoàn không nói hai lời Ôm ấp yêu thương Mặt đối mặt Ôm hắn ta một cái thật chặt Triệu Lăng Mãi vẫn không thấy người sao Triệu Đăng Huyền và bị nàng ta cọ sát Có chút xúc động Nhưng mà vẫn không đến mức mất đi lý trí Nhìn xung quanh một chút Vỗ vỗ sau lưng nàng Bây giờ không thích hợp Ta đang làm nhiệm vụ Để người khác nhìn thấy thì không tốt Đồng Kim Hoàn chỉ là hy vọng hắn ta quan tâm mình Thấp thỏm nói Triệu lắm Người hữu đạo ra ngoài rồi Ta sợ Triệu Đăng Huyền biết nàng ta lo lắng cái gì Có gì không tốt Trừ phong bình dùng thiên kiếm phù một trận đánh điên cuồng Người hút đạo sống chết còn chưa rõ Hơn đã dài nhất Là vị trí dễ đoạt nhất như vậy được sao Đồng Kim Hoàn nói Lỡ như hắn còn sống Thực sự lấy được vị trí thứ nhất thì sao Triệu Đông Hoài cười khổ Lắc đầu nói Không cần lo Người hút đạo không dám cho tiêu giao cung Mặt mũi đâu Không cần lo lắng Người hữu đạo không dám không cho tiêu giao cung mặt mũi Hai tay đồng kim hoàn Vòng cổ quán ta Ánh mắt đầy mong đợi Nói Nếu như hắn còn sống Người thực sự sẽ vì ta Mà ra mặt tìm hắn sao Triệu lăng Thân thể trong sạch của ta đã trao cho ngươi Ta đã là nữ nhân của ngươi rồi Ngươi ngàn vạn lần không được để mọc Bỏ mặc ta mà không quan tâm nhá Triệu Đăng Huyền thở dài nói Sự việc ta đã nói rất rõ với người Thân là đệ tử tiêu giao cung Cưới nữ tử bên ngoài vào môn Có điều khó khăn Có điều kiện phân biệt hà khắc Cưới ngươi vào trong môn Ta không dám đảm bảo Nhưng mà bảo vệ ngươi bình an Vẫn là không thành vấn đề Kim Hoài Ngươi yên tâm Chỉ cần ra ngoài rồi Chỉ cần nghiêu đạo có thể sống sót qua ải Ta lập tức đi tìm nghiêu hiếu đạo Không những tìm nghiêu đạo Ta còn đích thân đi lưu tiên tông một chuyến Chào hỏi trưởng môn của các người Nếu những người không yên tâm Dừng một chút Nghiêm mặt nói Ta triệu đăng huyền Xin thề với trời Nếu như làm trái lời ắt bị trời phạt thấy hắn ta thề độc Đồng Kim Hoàn Tuy tuy rằng vẫn còn có chút căng thẳng sợ hãi Nhưng mà cũng yên tâm được đôi chút Thần tình nhìn hắn ta Triệu lạc Ta muốn sinh cho ngươi một đứa con vì để bảo vệ tính mạng, nàng ta cảm thấy có được cốt nhục của triệu đăng huyền mới là vững chắc nhất, có chút hối hận khi không sớm chuẩn bị ở phương diện này. Mấu chốt là trước đây không ngờ đến nhị hữu đạo vẫn có thể trốn ra khỏi bí cảnh. triệu đăng huyền lại bị lời này dọa cho giật mình. tiêu giao cùng tuy rằng không yêu cầu đệ tử trong môn cấm dục, nhưng mà tùy tiện có cốt nhục với người bên ngoài, vậy không phải là gỡ bỏ hay sao? điều đó có khác gì với việc tùy tiện cưới một người vào tiêu giao cùng chứ? Tính chất sự việc thậm chí còn nghiêm trọng hơn Cưới rồi Có thể đoạn tuyệt bất cứ lúc nào Cốt nhục thì làm sao có thể cắt đứt chứ Thực sự Xảy ra chuyện này Vậy thì có chút quá hơi rồi Hắn cũng không có cách nào báo cáo kết quả Lập tức trầm giọng nói Kim Hoàn Ngươi đừng có làm loạn Vi phạm môn quy Người ta đều không chịu nổi đâu Vội ý thức liếc nhìn bụng nàng ta Thậm chí đã thi pháp kiểm tra thế anh ta căng thẳng như vậy Đồng Kim Hoàn ít nhiều Cũng có chút thất vọng Gạt bỏ nguyên nhân nghiếu đạo Vị này dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng Nếu đã phó thác bản thân cho anh ta Hơn nữa thân phận địa vị của đối phương Lại có lợi với mình Nàng ta vẫn rất luôn Khóa hắn ta lại Biện cưỡng cửa này Đều nghe theo người Đã ngươi xử lý xong phía bên tiêu giao cung Rồi nói sao Nói rồi kiệu mũi chân Chủ động dâng lên đôi môi Một nụ hôn nồng thắm Thừa nhận Chỉ là nói thôi Cũng không thực sự gieo hạt thành công Chợ đang huyền thờ vào Cùng thiếu chút nữa là bị nàng ta chiêu trọng Đến cởi áo Nới dây lưng Nhưng mà lúc này Dù sao cũng khác biệt Hắn ta đang làm nhiệm vụ Lúc làm nhiệm vụ mà bị loạn Thì bị truy cứu có thể nặng có thể nhẹ rất có khả năng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc tùy tiện qua loa một chút nhanh chóng đẩy nàng ta ra có chút nhìn thẳng xung quanh rồi sợ bị đồng môn phát hiện tố cáo nói kim hoàn bây giờ không thích hợp người trở về trước đi ta quay về sẽ tìm ngươi đồng kim hoàn dịu dàng Ừ một tiếng cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không nỡ mà rời đi à, mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện